Trong những tập trước của cuộc thi Tuổi Trẻ và Tổ quốc, chúng ta đã tìm ra 7 nhà lãnh đạo đầu tiên bước tiếp vào vòng thi thứ hai, vòng game show. Đoàn Tuấn Linh đến từ dự án Âm nhạc là để thay đổi. Đào của chúng ta với dự án tăng cường giúp người dân miền núi tiếp cận nước sạch. Đoàn Việt Tiến, chủ nhân của dự án túi tái chế vì môi trường. Dương Thị Lan, dự án Sức Nhân Ái. Chị Tuấn Anh, dự án tăng cường liên chính cho xã hội. Phạm Thùy Linh với dự án Logistics. Nguyễn Ngọc Giao, dự án Brownie phát triển trồng cà phê vùng Tây Nguyên. Và trong tập thi cuối cùng này, chúng ta sẽ được gặp ba đại diện của hạng mục giáo dục. Nguyễn Thanh Tuyền với dự án Faster, hãy để trẻ em vui chơi. Lê Minh Công với dự án hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện Internet. Và Nguyễn Quang Vinh với dự án phát triển giáo dục mầm non OQ. Những thử thách nào đang chờ họ ở phía trước? Và ai sẽ giành được tấm vé chính thức cuối cùng để bước tiếp vào vòng thi tiếp theo? Bạn đã bắt xong được một trong những bài tập khó nhất của ngày hôm nay. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Dự án của bạn chưa thực sự thuyết phục tôi làm sao có thể phát triển được tính sáng tạo. Hãy cùng đón xem chương trình Tuổi Trẻ và Tổ quốc, vòng đối chất, hạng mục giáo dục, phát sóng vào 11:30, Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.